Hello anh em, chúng ta lại quay trở lại cùng top 10 sự thật thú vị về streamer. Hôm nay chúng ta hãy đến với ai nào? Bật mí cho anh em nhá. Đó là một chàng trai điển trai với nụ cười tỏa nắng. Và tên của anh ta khiến cho người ta nhớ đến biển cả. Anh em đã đoán ra ai chưa? Nếu chưa thì bắt đầu ngay thôi nào. Nguyễn Hải Đăng, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1996, sinh ra tại mảnh đất nước non hữu tình, Tiền Giang. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích những nơi náo nhiệt, thích làm quen, kết bạn với mọi người là điều mà ai tiếp xúc với anh chàng này cũng đều dễ dàng nhận ra. Nhưng anh ta lại rất rụt rè, bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là với con gái, nhát gái nhất hệ mặt trời luôn. Vậy nên hay bị bảo là BD đấy. Hi hi. Sở thích của anh chàng này cũng rất chi là nam tính, nhưng đôi khi cũng rất thú vị đó nha. Thích chơi các môn thể thao như là bóng đá này, bóng chuyền, bơi lội và boxing. Thích nơi náo nhiệt và đặc biệt là thích con gái, chứ không như lời đồn BD đâu nha. Tôi nghi ngờ đấy. Môn toán là môn được yêu thích nhất, học giỏi toán từ lớp 1 đến tận năm lớp 12, từng đạt huy chương đồng giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc. Ui, con của người ta đây rồi. Ước mơ sẽ trở thành một giáo viên dạy toán ở một trường vùng cao, mang lại kiến thức cho các em nhỏ ở đây. Nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy, một ngày vào chơi game, vô tình chung trận với AS Cao Bạc TV, từ đó cũng bén duyên làm streamer và cái tên Hải Đăng Gamer cũng từ đó mà ra luôn. Hải Đăng là một người rất tâm lý nên khi tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai có thể suy đoán được một phần tính cách của người đó. Vậy nên đa phần những người từng nói chuyện và tiếp xúc đều yêu quý anh chàng Hải Đăng này. Cũng chính vì quá tâm lý nên đôi khi bản thân cũng hơi bị thiệt thòi, sợ bạn bè giận nên phải cố gắng hòa hoãn với mọi người, nhưng nhiều khi nó lại không tốt cho bản thân. Hải Đăng cũng có những người bạn rất đặc biệt, đó là Quyên, Thắng và Hào. Ba bạn đã luôn theo dõi mình từ những ngày đầu livestream, từng trải qua rất nhiều khó khăn như là like giật này, lắc like, 5 đến 10 người xem. Đã nhiều lần Hải Đăng chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng từ những lời động viên và luôn ở bên Hải Đăng, tiếp xúc với nhiều người, đa dạng tính cách, dễ chịu có, cộc cằn có, thậm chí là cực kỳ khó tính. Mình phải học cách nói chuyện để họ hài lòng. Đôi khi khách rất vô lý, lớn tiếng quát nạt, chửi bới, nhưng cố kiềm chế bản thân và kiềm chế cả cảm xúc của mình nữa. Ý nghĩa của cái tên Hải Đăng là ngọn đèn giữa biển, định hướng cho các tàu thuyền đi lại. Ngọn Hải Đăng dù chỉ là những vệt sáng len lói trong đêm giữa biển trời bao la, nhưng nó là một cái mốc với sứ mệnh dẫn dắt và chỉ lối cho những con tàu. Dù nắng, dù mưa, bão gió, ngọn Hải Đăng vẫn ở đó và sáng mãi. Hải Đăng đã gần đạt được 1 triệu sub, một con số mà mình từng mơ ước. Hải Đăng từng tham gia nhiều giải đấu, nhờ vậy nhiều người biết đến như đấu trường sinh tồn, đua top quân đoàn và đặc biệt top 1 giải streamer đại chiến mang về 80 triệu. Wow! Hải Đăng cũng là một Sky chính hiệu, fan của Sơn Tùng NTP. Anh ấy là một tài năng với Hải Đăng, là một người hoàn hảo đến tuyệt vời. Và một câu mà Hải Đăng luôn nhớ trong đầu, vọc theo, đó là lên sân khấu không điên thì ai xem. Câu nói đó giúp cho Hải Đăng thay đổi rất nhiều về công việc streamer này. Trên clip, mình hay nói, hay cười, làm nhiều trò điên điên. Nhưng thực sự, con người mình bên ngoài khá nghiêm túc và chỉnh chu. Đấu chúng mày thì không cần phải căng, để tao xem chúng mày đến đâu, vì soi ánh sáng là nghề của Hải Đăng. Các bạn muốn chương trình tiếp theo sẽ làm về ai? Hãy comment ý kiến ngay phía bên dưới để bọn mình cùng biết nhá. Đại lộ danh vọng Free Fire, nơi tài năng hội tụ. Bạn có muốn sở hữu tài khoản full nhân vật, full trang phục, gift code hàng tháng lên tới 100.000 kim cương, nhận 10.000 kim cương hàng tháng, nhận vật phẩm giới hạn tùy chọn, là một trong những người được thử nghiệm trước server test với những thông tin về bản cập nhật mới nhất, thỏa sức giao lưu cùng fan với thẻ thập phòng phát miễn phí, được tổ chức gặp mặt fan và giao lưu với các streamer hàng đầu như AS Mobile, Gao Bạc, Cô Ngân, nhận vé VIP đến những giải đấu Việt Nam và tầm thế giới, được xuất hiện trên banner truyền thông các siêu phẩm phim hành động kịch tính. Làm thế nào để có thể nhận tất cả các quyền lợi siêu khủng trên? Chỉ cần bạn có khả năng livestream hoặc sáng tạo nội dung. Hãy tạo ngay một kênh YouTube hay Facebook để đăng tải nội dung sáng tạo của riêng bạn và gửi email đăng ký về địa chỉ đại lộ danh vọng freefire@gmail.com. Bạn sẽ nhận được đặc quyền tương đương với số lượng người theo dõi trên kênh của mình. Rank huyền thoại trên 1 triệu người theo dõi. Rank kim cương từ 300.000 đến 1 triệu người theo dõi. Rank vàng từ 100.000 đến 300.000 người theo dõi. Rank bạc từ 10.000 đến 100.000 người theo dõi. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay thôi nào? Chúng mình đang chờ bạn đấy. Email về đại lộ danh vọng freefire@gmail.com.